Sản phẩm đầu tiên, máy lọc nước làm đá Coway. Người chiến thắng là anh An Thê Song ở địa chỉ 84 Linh Đan, Ba Đình, Hà Nội với số tiền 1.100 đô la Mỹ. Và ngay sau đây xin mời ông An Thê Song lên sân khấu và xin mời đại diện của Coway Việt Nam lên trao sản phẩm và lúc bán. Thay vì từng vị lên nhận thì chúng tôi được đọc luôn kết quả của phiên đấu giá ngày hôm nay và xin mời cả bốn vị lên sân khấu ạ. 경매 결과를 모두 알려드리도록 하겠습니다. Sản phẩm thứ hai, chủ đấu Teddy Bear, món quà do nam diễn viên Song Joong Kang đem ra đấu giá đã được trao cho ông Nguyễn Huy Thông ở 54 Tràng Thi. Xin quý vị hãy cùng đầu tràng pháo tay để cảm ơn những người đã có tấm lòng thực hiện ngày hôm nay.